độ tuổi thích hợp học piano tốt nhất cho trẻ. Nếu cha mẹ muốn giúp con phát triển một cách toàn diện không chỉ về tư duy mà cả tư duy nghệ thuật thì việc tham gia các lớp học âm nhạc là điều vô cùng hợp lý và cần thiết. Tuy nhiên, bé từ mấy tuổi thì có thể học nhạc cụ, điển hình là piano. Xin gửi đến bố mẹ những thông tin bổ ích về độ tuổi thích hợp học piano cho bé trong bài viết sau. 1. Trẻ em có thể học nhạc cụ từ khi nào? Độ tuổi thích hợp học piano nói riêng và trẻ em có thể học nhạc cụ từ khi nào nói chung đều là những vấn đề được bố mẹ quan tâm hàng đầu. Trên thực tế, khoảng 6 tuổi bé có thể học được violin, guitar, organ, ukulele. Các nhạc cụ dân tộc và trống thì bé có thể học khi 8 tuổi. Kèn saxophone từ 9 tuổi đổ lên và cello từ 11 tuổi trở lên. Tuy nhiên không hẳn là cứ phải đến đúng độ tuổi này thì bé mới có thể học được các loại nhạc cụ. Trong một vài trường hợp thì bé có thể học sớm hơn 1 đến 2 năm hoặc trễ hơn vài năm tùy vào mỗi bé. Ví dụ như nếu bé tương đối nhỏ dáng và tay bé hơi yếu thì học guitar lúc bé được 8 tuổi sẽ là thích hợp nhất. Hoặc đối với đàn organ, bé có thể học từ khi 5 tuổi nếu các bé khá nhạy bén và thật sự yêu thích. 2. Độ tuổi thích hợp học piano nhất là khi nào? Vậy, đối với piano thì sao? Độ tuổi thích hợp học piano nhất là khi nào? Từ 5 đến 8 tuổi là độ tuổi thích hợp học piano nhất. Bởi ở độ tuổi này bé sẽ có đầy đủ sức khỏe để phục vụ cho quá trình học. Như đã biết, với hệ thống phím đàn khá nặng để đàn phát ra âm thì bé cần lực bàn tay khá lớn. Ở giai đoạn này bé cũng đã đi học ở trường nên khả năng tiếp thu kiến thức sẽ tốt hơn. Độ tuổi thích hợp học piano là 5 tuổi nhưng không phải trường hợp nào cũng áp dụng một cách cứng nhắc. Có rất nhiều bé học từ lúc 3, 4 tuổi và điều này cũng khá bình thường, bởi những bé có năng khiếu bẩm sinh thì việc học đàn sớm hơn cũng không phải vấn đề đáng lo ngại. Đây là giai đoạn cho các bé làm quen với đàn, tạo cho bé một nền tảng để sau này bé học được tốt hơn. Tùy thuộc từng hoàn cảnh và khả năng của mỗi bé để lựa chọn thời điểm bắt đầu học piano tốt nhất. 3. Những lưu ý khi cho bé học piano từ sớm. Độ tuổi thích hợp học piano cho bé là từ 5 đến 8 tuổi, nhưng điều này không có nghĩa là quá trình học piano ở độ tuổi này sẽ hiệu quả và thành công. Vì vậy, bố mẹ nhất định phải lưu ý những điều sau nếu cho bé học đàn piano từ sớm. Giai đoạn học đầu tiên là rất quan trọng, bạn cần lựa chọn phương pháp học phù hợp nhất cùng giáo viên tâm lý nhất, sao cho bé có nền tảng kiến thức vững chắc. Cần chú ý đến thời gian học bởi bé còn nhỏ rất hiếu động nên hãy nhớ tiết học không nên kéo dài quá. Tránh hiện tượng bé chán học, bạn cần cân bằng thời gian học và thời gian vui chơi. Điều cần nhớ tiếp theo đó là hãy luôn động viên và khuyến khích trẻ bằng ngôn ngữ và cả hành động, tuyệt đối tránh không quát mắng trẻ khi trẻ học không tốt. Bởi khi bạn làm thế sẽ gây ra áp lực tâm lý và khiến trẻ không còn yêu thích học piano nữa. Cách tốt nhất và hiệu quả nhất là cho bé tham gia lớp học nhạc piano tại các trung tâm hoặc trường nhạc. Việc này mang lại rất nhiều lợi ích. Vì phần lớn những bé học piano cùng gia sư riêng thường sẽ mang áp lực cao hơn, phải tập trung hoàn toàn vào bài giảng trong suốt thời gian dài dễ khiến bé chán nản. Trong khi đó, với lớp học piano nhóm, bé được học cùng các bạn đồng trang lứa và đồng trình độ, việc vừa học vừa chơi sẽ giúp bé hứng thú và theo đuổi lâu dài.